Xin gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả khán giả của Year One News. Mình là ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và ngày hôm nay mình rất là vui vì được ở đây để có thể chia sẻ thật nhiều với các độc giả Year One News. Cảm giác bây giờ của Quân thì thực sự Quân hạnh phúc vô cùng và không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì như mọi người đã biết là trước canh 3 thì đã có một cơn bão mang tên là Tự Tâm. Tự Tâm này thì nó đã được giành được rất là nhiều những sự ủng hộ của không chỉ khán giả Việt Nam mà còn rất là nhiều các khán giả ở khu vực nước ngoài nữa. Và đến với canh 3 thì thú thực là trước khi ra canh 3 thì Quân cũng gọi là lo lắng không biết là liệu thì canh 3 có thể vượt qua được cái bóng của Tự Tâm hay không. Tuy nhiên là khi mà ra mắt canh 3 thì cái điều lo lắng đấy của Quân nó đã biến mất khi kỳ vọng của Quân cũng như của Dennis và của cả ekip đã gần như là được đón nhận. Canh 3 lại một lần nữa, lại một cơn sốt lần nữa, và lần này lại là một cơn sốt hơn cả Tự Tâm nữa, thì đấy là một điều hoàn toàn hạnh phúc với Quân lúc này. Nếu mà nói là không có sự tính toán thì không đúng, bởi vì đối với Quân ấy, bất kỳ một cái sự thành công nào cũng cần phải có một sự tính toán dù ít hay nhiều. Ở đây là tính toán chứ không phải là toan tính. Đối với Quân thì Quân nghĩ toan tính sẽ, nếu mà mình là một người nghệ sĩ và mình toan tính quá về âm nhạc thì chắc chắn rằng là sẽ không bao giờ có được một cái sản phẩm hay, khi mà mình có những sự toan tính và mình nhồi nhét vào đó rất là nhiều những cái sự tham lam vào trong một cái sản phẩm âm nhạc như vậy thì sẽ không thể có thể là kết nối được với cả khán giả. Sự tính toán ở đây với Quân là một sự tính toán một cách chuyên nghiệp, làm sao để có thể đưa một sản phẩm đến gần với công chúng nhiều nhất, làm sao để có thể để cho mọi người thấy được một dự án canh 3 nghiêm túc và chỉnh chu, có thể là bằng hoặc là ít nhất là phải bằng Tự Tâm, và kỳ vọng của mọi người thì phải hơn Tự Tâm. Đấy là cái điều mà Quân có sự tính toán từ trước, là Quân nghĩ rằng là nếu mà với sự chỉnh chu và với một cái sự hợp tác giữa Nguyễn Trần Trung Quân và Dennis Đặng cũng như là đạo diễn Đinh Huyền Thư thì Quân nghĩ là lại một lần nữa sẽ tạo được một cơn sốt như là canh 3. Thực ra là Quân phải chia sẻ thật với mọi người rằng là Quân là một người rất là kỹ tính. Quân rất là kỹ tính trong âm nhạc. Có thể mọi người thấy một Nguyễn Trần Trung Quân khi mà làm giám khảo của chương trình A, chương trình B thì rất là khó tính, nhưng mà ở ngoài đời thì mọi người thấy Quân là một người rất là nhây và tính rất là buồn cười. Tuy nhiên là trong âm nhạc thì Quân cực kỳ khó tính với bản thân mình. Vậy cho nên là có thể chia sẻ rằng là sẽ không bao giờ có một cái sự dễ dãi trong âm nhạc đối với Quân. Tôn chỉ làm việc âm nhạc của Quân là khi nào sản phẩm chỉnh chu nhất và mình cảm giác là mình cần phải ra thời điểm đó thì mình tự tin mà mình ra thôi, chứ không bao giờ Quân nghĩ rằng là vì là Tự Tâm nó đang hot nên mình phải ra ngay để tạo một cái bàn đạp. Thì cái điều đấy là điều mà Quân không muốn. Quân nghĩ thời điểm này là thời điểm thích hợp để ra mắt canh 3, chứ nếu mà đợi thêm một thời điểm nữa thì có lẽ là nó sẽ không phù hợp về cả âm nhạc lẫn hình ảnh. Chính xác là 10 ngày, trong vòng 10 ngày 7 ngày là quay liên tục và 3 ngày tiếp theo là vừa nghỉ và vừa quay, thì tổng cộng cũng là mất 10 ngày quay cho dự án Tự Tâm ở canh 3. Tại sao nó lại dài như vậy? Bởi vì thú thực mà nói thì cái kịch bản chính thức của Tự Tâm và canh 3 thì có thể trở thành một kịch bản phim điện ảnh rồi. Tuy nhiên là Quân và ekip đang làm một dự án Tự Tâm và canh 3 là dự án MV ca nhạc, nên là cũng đã phải lược bỏ cũng như là cắt bỏ rất là nhiều. Tuy nhiên là nếu mà bây giờ mà để nói là lấy tất cả các cái sủa quay ấy, mà dựng Tự Tâm ở canh 3 thì chắc chắn sẽ trở thành một bộ phim. Tất nhiên là bộ phim đấy sẽ là bộ phim lột tả bằng hình ảnh chứ cũng không có lời thoại. Sở dĩ tại sao mà Quân cũng như Dennis và chị Đinh Hà Huyền Thư lại dành nhiều thời gian cho một sản phẩm như vậy, bởi vì như mọi người đã biết là nếu mà quay một cái MV ở cận hiện đại, thời kỳ hiện đại thì nó sẽ đơn giản và dễ hơn rất nhiều. Nhưng mà quay MV liên quan đến cổ trang thì nó còn liên quan đến bối cảnh, liên quan đến vấn đề diễn xuất, liên quan đến vấn đề trang phục, và đặc biệt hơn nữa là liên quan đến cả cái vấn đề thời tiết, không gian và thời gian nữa. Nên là Quân nghĩ là cái mà Quân gặp khó khăn nhất ở đây đó chính là về vấn đề thời tiết và sức khỏe. Thời tiết thì làm thế nào đấy để có những thước phim đẹp nhất, làm thế nào đấy để trong cái không gian đó nó cũng mờ mờ ảo ảo. Gần như là ekip cũng đã phải set up rất là lâu. Như mọi người đã biết là những cái cảnh quay để ngoài cái việc là mình sử dụng VFX, nghĩa là sử dụng kỹ xảo ra, thì những cái việc set ánh sáng này, những cái việc mà set bối cảnh hay là căn góc, căn chỉnh, nó cũng là một điều vô cùng là khó khăn ở trong cái giai đoạn mà Quân cũng như là ekip thực hiện. Làm thế nào đấy, có những cái cảnh nhá, mọi người biết không, đã phải mất đến tận 3 đến 5 tiếng để set up
hay là có những cái lúc mà có những cái việc nó xảy ra ngoài ý muốn, ví dụ như là có một cái cảnh là cầu boom rất là cao để đưa Dennis từ dưới mặt đất để lên trên cái mái nhà rất là cao, cái mái nhà đấy cao khoảng 10 đến 12 mét gì đấy, để cho Dennis lên đấy là kéo nhị ở phần tự tâm ấy. Thì khi mà để đưa một cái máy cầu boom ánh sáng lên còn cao hơn cả cái vị trí mà Dennis đang ở, vị trí cao đó, thì nó lại gặp trục trặc, mà cái máy cầu đấy thì nó rất là chậm, mỗi một lần nó chỉ nhích từng tí một thôi. Nên là hôm đấy là gần như là ekip của Quân đã phải chờ 6 tiếng đồng hồ mới quay được cái cảnh như vậy đó. Rồi có những cái hôm trời mưa bùn lầy lấm lép mà Quân cũng như Dennis và mọi người phải mặc rất là nhiều đồ, trang phục lại đều dài ấy. Nếu mà mưa mà bẩn như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh cũng như là ảnh hưởng đến trang phục đó. Thế cho nên là tại sao mà mình lại phải quay thời gian dài như vậy. Như mọi người đã thấy là được trong trí nhớ của anh này thì Quân cũng là 70 cân, mà trông lên trên hình đã gầy rồi, bởi vì là khi mà Quân giữ một cái số cân nặng vừa phải thì cái mặt của Quân nó rất là hóp. Mặt của Quân thì nó rất là gầy, mọi người hay trêu là khiếp đầu lâu xương chéo quá, lên như là đói ăn ấy, nên là trông không có thần thái gì cả. Thế bước sang màu nước mắt thì Quân đậm đà hơn một tí. Tuy nhiên là vẫn cũng chưa thực sự là có da có thịt lắm. Sang tự tâm và canh ba thì thực sự mọi người rất sốc khi mà Quân đã giảm xuống số lượng cân là gần 24, 25 cân gì đấy, Quân không nhớ chính xác lắm, nhưng mà Quân đã giảm xuống vào thời điểm đấy Quân còn khoảng 58 cân rưỡi thì 59 cân, nghĩa là xương các thứ là lộ hết ra. Nhưng đến thời điểm này thì Quân đã tăng phải đến ít nhất là 5 đến 6 cân rồi để có thể cân bằng lại được. Thì bây giờ hiện tại số cân của Quân là khoảng 65 cân. Quân đã cố gắng ăn nhiều hơn, cố gắng, bởi vì như mọi người đã biết là khi mà Quân giảm cân ý, tại vì là nếu mà giảm cân theo kiểu tập gym thì Quân cũng có tập gym nhiều, nhưng mà ngoài ra thì Quân còn có những cái tip giảm cân dành riêng cho những người mà làm nghệ thuật ấy. Thì khi mà để đóng phim hay để làm gì đấy thì Quân phải áp dụng cái đấy, thì cái đấy thực ra là nó cũng không tốt cho sức khỏe lắm, nhưng mà bởi vì là Quân không còn nhiều thời gian nữa, bởi vì là cái lúc đấy bấm máy rất là áp lực, thế cho nên là Quân cũng phải cắn răng chịu đựng. Nên là cái thời điểm đấy sức khỏe Quân rất là yếu, gần như là Quân bị mất ngủ triền miên là một này, thứ hai nữa là Quân bị biếng ăn. Khi mà bạn giảm cân ở một cái mức độ mà quá đà rồi thì bạn nhìn thấy đồ ăn là bạn hoàn toàn là không có hứng thú đến đồ ăn nữa. Mà Quân thì là một trong những người mà ăn rất nhiều và rất là thích ăn. Đối với Quân là một cách giảm stress đó chính là ăn. Thế cho nên là khi mà rơi vào cái trạng thái đấy thì Quân hoàn toàn cũng rất là stress và sức khỏe đi xuống rất nhiều. Nếu mà nói về mái tóc thì chắc chắn là Dennis sẽ không có nhiều cái sự cố như là Nguyễn Trần Trung Quân, bởi vì Dennis và Quân đều đội tóc giả. Và cái tóc giả này là nó rất là đặc biệt, là nó là cái tóc giả dính luôn vào trên da đầu của mình ấy. Thế cho nên là với một người mà ít mồ hôi như Dennis thì nó còn thuận lợi chứ không phải là khó khăn. Cái người khó khăn đây chính là Nguyễn Trần Trung Quân đây thưa các bạn. Đó là khi mà quay cái MV này thì Quân đã bị bong tóc giả rất là nhiều. Và mỗi một lần bong tóc giả như thế thì lại mất đến 2 đến 3 tiếng để giặt lại cái bộ tóc giả đấy, rồi lại chít cái keo chuyên dụng của tóc giả vào trong da đầu. Mà mỗi một lần mọi người biết không, là bóc cái tóc giả để ra là Quân đã gần như là bị trụi tóc, nói đúng hơn là bị rụng tóc rất là nhiều, bởi vì cái keo nó dính rất chặt đó. Và trong cái quá trình quay thì gần như là nó bị bít kín ở chỗ đấy, nên là mồ hôi nó không có đường thoát ra, nên là nó rất là nhiều mồ hôi ở bên trong tóc. Thế cho nên là cứ quay được nửa ngày thì lại phải tháo tóc ra để giặt, rồi là lại dán lại một lần tóc nữa. Nên là cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà cực kỳ đau đầu với Quân. Còn lại thì khi quay sang bên kia thì thấy Bạch Liên coi như là vẫn tí ta tí tởn này, selfie này, rồi là chạy lung tung khắp nơi, mà tóc thì nó vẫn ở trên đấy và nó không bị ảnh hưởng một cái gì cả, rất là ghen tị. Chính xác là bạn ý đã ngủ gần như toàn bộ cái MV đấy, bởi vì là trước đó là rất lao lực cho vấn đề quay tự tâm rồi. Và khi mà sang cái ngày mà nhiều set quay của canh 3 ấy, thì Dennis rất là sung sướng, và Dennis bảo là ôi đến thời điểm này là tôi được ngủ rồi đây. Và Dennis chỉ có mất thời gian ở cái điểm là làm cái vết thương này, làm cái vết thương, hiệu ứng vết thương bằng silicone thật và cái ngón tay của Dennis nữa. Lúc mà như mọi người thấy là khi mà rụng ra này, rồi là cái
chỗ trên má và trên tay này làm hiệu ứng, và Quân đã phải mời đến chị Út Tràng, là một trong những chuyên gia hàng đầu Việt Nam về hóa trang. Chị cũng đã cộng tác với phim King Kong của Hollywood rồi, và chị là một trong những người mà hóa trang gọi là đỉnh cao nhất của Việt Nam để có thể hóa trang ra được những cái vết thương trông thật như thế. Cái ngón tay của canh ba này thì cũng là chị làm bằng silicone này, hay là mọi người thấy là cả cái bàn tay của Dennis khi mà nhấc lên từ cái hồ sen ấy, đấy là một bàn tay thật được đóng thật từ cái khuôn tay của Dennis mà chị đã làm từ silicone ấy. Bây giờ cái tay đấy vẫn còn ở nhà, và mỗi một lần là khách hay là bạn bè đồng nghiệp đến, Quân hay đùa, Quân bảo là ê ra lấy cho Quân cái này ở trong cái hộp, và khi mà mở ra thì bạn nào cũng hết hồn bởi vì có luôn một cái tay người giống thật như thế ở trong cái hộp đấy. Thực ra thì Quân cũng như là Dennis là những người mà đã có kinh nghiệm đối với cái YouTube rồi, đã trải qua rất là nhiều cái liên quan đến những cái nguyên tắc cộng đồng của YouTube rồi. Vậy cho nên là mình cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc này. Và khi mà làm những cái cảnh như thế thì Quân và Dennis cũng đã phải tính toán với nhau làm sao để giữ được nguyên bản nhất cái phong cách của Dennis đặng, và những cái điều mà Quân mong muốn trong âm nhạc, đó là hình ảnh cũng như là âm nhạc nó phải luôn luôn liên quan đến nhau. Vậy cho nên là Quân và Dennis và đạo diễn Đinh Ngải Nguyên Thư đã phải họp rất nhiều ngày, họp cực kỳ nhiều về vấn đề hình ảnh trong cái sản phẩm lần này. Quân muốn là mang một cái hình ảnh gây sốc, nhưng cái sốc ở đây không phải là để câu view, để làm một cái gì đấy thu hút, mà Quân muốn gây sốc ở đây là gì? Gây sốc với cái trực giác, với những cái sự cảm nhận của khán giả. Và Quân muốn là khi mà đã làm là mình nên làm tới. Với một cái chủ đề nó nhạy cảm như thế này, đã làm Đam Mỹ đã là một chủ đề nhạy cảm đối với cả một bộ phận khán giả Việt Nam rồi, nhưng Quân muốn làm sao để lột tả được cái tâm lý của nhân vật Hoàng Thượng ở trong cái dự án canh ba này, là một người rất là yêu Bạch Liên, và cái tình yêu đấy nó được khắc họa ở những cái sự đau đớn và dằn vặt ở trong cái nét mặt, cũng như là trong cái cách mà Hoàng Thượng đã yêu cái nhân vật Bạch Liên như vậy. Rất là may là cái tổ đạo cụ và tổ sản xuất về mỹ thuật trong ekip của Quân cũng đã làm rất tốt cái việc đấy, cho nên là mọi người đã thấy rằng là Bạch Liên ấy vẫn là một cái hình ảnh rất là mong manh. Tuy nhiên là nhìn thì có thể rất là vô hồn đúng không ạ? Nhưng mà thực ra là về tạo hình các thứ của Bạch Liên cũng rất là đẹp và nó rất là thơ. Quân và Dennis vẫn muốn làm sao để khi mà mọi người nhìn vào, mọi người phải thấy được rằng là cái nét thơ ở trong từng nhân vật. Tất nhiên là cái yếu tố kinh dị ở đây ấy, nó là cái yếu tố mà đã được đặt ra ngay từ đầu rồi, là mình phải làm tới từ những cái vết cắt, vết thương, từ những cái nghi thức gọi là nghi thức khâm liệm xác chết, hay là những cái liên quan đến vấn đề tạo hình, thì đều Quân và Dennis cũng đã phải nghiên cứu rất là kỹ những cái nghi thức từ ngày xưa của thời vua chúa. Và khi mà Quân đăng tải lên ý, thì Quân đã đăng tải trước một bản lên để xem là liệu thì YouTube có quest hay không hay như thế nào hay không, thì Quân nhận được một cái phản hồi là không hề có cái điều gì cả. Và Quân cũng tính toán làm sao đấy để cho khắc họa được nhiều nhất cái nội dung cũng như là hình ảnh của MV đó, mà nó vẫn giới hạn ở trong một cái thuần phong mỹ tục. Vậy cho nên là khi mà Quân làm ra thì Quân thấy rằng chỉ là một bộ phận rất rất nhỏ thôi, mọi người có ý kiến như thế thôi, chứ còn lại thì đa phần đông đảo các khán giả đã dành rất là nhiều sự chia sẻ và sự cảm mến đối với cả sản phẩm này. Có chứ, có rất là nhiều những cái câu chuyện kỳ bí và rùng rợn. Và Quân thì là một người rất là duy tâm, và Quân thì là một người mà lúc nào cũng coi cái việc tâm linh nó là một cái việc mà nó, tại vì ngay từ bé Quân và Dennis là những người rất thích những cái thứ liên quan đến yếu tố tâm linh, kinh dị, hay là những cái hoang tưởng, hoang đường, hoặc là viễn tưởng. Có lẽ là vì điều đấy nên là Quân và Dennis có một cái tần sóng tư duy giống nhau lắm, nghĩa là đã muốn làm một cái gì đấy phải làm đến nơi đến chốn. Chia sẻ vui vui là gần như là lúc quay là cũng không có điều gì xảy ra cả. Có một điều kinh dị nhất đó là khi mà vào rừng tre đấy, thì thay vì các bạn gặp ma, thay vì các bạn có thể là gặp những cái linh hồn chẳng hạn đó, thì Quân không hề gặp một bất kỳ một linh hồn hay ma mãnh gì cả. Đúng là từ bé đến lớn Quân cũng như Dennis là chưa bao giờ được gặp ma. Thực ra nhiều khi cũng suy nghĩ là tôi cũng muốn gặp thử ma xem là ma mũi mặt mũi và thứ như thế nào, biết đâu đấy người ta cũng như mình thôi. Tại vì nhiều khi hồi bé Quân hay hỏi bố mẹ là ma có thật không, thì bố mẹ cũng nửa đùa nửa thật ấy, và cũng nói là ma thì cũng giống mình thôi. Thì Quân cũng rất mong muốn là nhìn thấy khuôn mặt, nhưng mà thực sự lại không gặp những cái khuôn mặt đấy, hay là những câu chuyện kỳ bí kiểu dạng như vậy. Nhưng mà lại gặp một điều rất kinh dị, không biết là mọi người đoán là cái gì.
thì thôi quên bật mí, đó chính là muỗi. Trong cái rừng tre đấy thì muỗi rất khổng lồ và muỗi nó to đến cái mức độ kinh dị, và Quân thấy đấy là một điều kinh dị nhất khi mà vào cái rừng tre để quay cái cảnh mà bê cái quan tài này, và Quân ở trên cái kiệu. Và cái rừng tre đấy nó là một cái rừng tre nguyên sinh, và lần đầu tiên trong cuộc đời Quân nhìn thấy có những con rết nó phải to đến 20 đến 30 cm, nó rất to và nó mập. Nó không biết nó ăn gì ở trong cái rừng tre đấy, mà xung quanh chỉ toàn tre thôi, khô không khóc ra thế, không hiểu là vì lý do gì. Nó cực kỳ mập, và con muỗi, Quân thề với mọi người là chưa bao giờ nhìn thấy con muỗi nào nó to như cái đốt ngón tay này của Quân. Nó to mà đến cái mức độ mà nó bám vào mình ý, mình cảm giác như là nó còn to hơn một con ruồi trâu. To kinh khủng, và nó đốt người trong đoàn là coi như là sưng vu hết cả người ngợm ra. Nhưng mà rất may là Quân đã, trước khi mà quay ở cái cảnh đấy thì ekip khi mà đi khảo sát địa điểm thì đã hỏi xung quanh người dân, và người dân đã nói là phải mua thật nhiều những cái kem rồi là những cái nước xịt để chống muỗi. Thì lúc đấy là Quân nhớ là riêng xịt vào người Quân ý, giống như kiểu là Quân ướp cái đấy vào người Quân, để vì Quân rất sợ côn trùng. Phải mất đến khoảng gần một chục chai kem đấy, thì Quân bóp rồi bôi rất dày, bởi vì Quân rất sợ là một con muỗi nó to khủng khiếp như thế, xong rồi gặp những cái con bọ biết các thứ ở đấy là nó rất là kinh khủng. Rất là may là Quân trong quá trình quay như thế thì cũng gặp khó khăn thật, tại vì cái lúc mà Quân, mọi người thấy cái cảnh mà Quân lúc mà Bạch Liên bị mặt trăng hút đi nhá, bay và tan biến đi, thì Hoàng Thượng là ngã dập một phát xuống, đúng không ạ, ngã uinh một phát xuống dưới đất, mấy tiếng quạ ép lên đấy. Thì cái cảnh đấy chính là cảnh khủng khiếp nhất, đó là Quân ngã ngay vào ổ kiến lửa. Và con kiến ở đây cũng là kiến nó khổng lồ, thưa mọi người. Kiến nó to, nghĩa là thực sự là cái rừng tre đấy nó giống như là một cái rừng kinh dị vậy. Nghĩa là con nào nó cũng bị to bất thường. Khi mà mình ngã xuống như thế và tay Quân chống một phát vào thì đúng là hai cái bên lối ra của kiến lửa, và nó u khắp người Quân. Mọi người cảm giác là lúc đấy là bắt buộc phải quay, bởi vì là chỉ có khoảng 10 phút nữa thôi là trời sáng. Và khi mà sáng như thế không thể giả đèn được nữa, nó không thể thật được nữa. Bởi vì cái suộc trước thì nó là cái không gian như thế, mà cái suộc sau mà nó bị ánh sáng nó bị khác là coi như là hậu kỳ rất khổ. Quân cắn răng chịu đựng, và lúc đấy cố gắng làm sao để cho nó nhanh. Và mọi người biết là tất cả tiền nó đã bỏ hết lên cơ thể mình ở bên trong. Mọi người có biết cái cảm giác là mình mặc quần áo như thế này, quần áo cổ trang dày như này, nhưng không hiểu vì lý do gì muỗi nó có thể len vào được da thịt của mình bên trong, và nó ngọ nguậy, và mình rất là ngứa và buồn. Và Quân có máu buồn, thế cho nên là lúc đấy là mình phải khóc, mà cho nên là nước mắt thì mình vừa ra mà mình cũng muốn trực trào cười phớ lớ lên, bởi vì lúc ấy cơ thể mình nó cứ nhột liên tục là côn trùng ở trong đấy. Nên khi mà quay xong rồi là Quân coi như là đấy, như các bạn biết đây là Quân đã phải cởi trần hết ra để phủi bớt những cái con kiến nó đã lao vào bên trong. Rất là kinh khủng. Thực ra là Quân chưa bao giờ nghĩ nó là cái điều khó cả. Bởi vì như mọi người đã biết là những ai mà đã và đang yêu thương Quân, nhất là gia đình Lado Star của Quân là đang là một cái được mệnh danh là một trong những cái FC rất lớn mạnh trong cộng đồng KFC Việt. Quân nghĩ rằng là đã ai mà đã yêu thương mình rồi thì sẽ luôn luôn ủng hộ mình, và luôn luôn dù mình ở hình tượng nào, dù ở phong cách nào, hay là câu chuyện nào đi chăng nữa, mới hay cũ, thì những khán giả của mình sẽ luôn luôn ủng hộ mình. Và lúc đầu thì Quân sợ, thú thực là Quân rất sợ là không biết là mình đi theo hình tượng đa mỹ này, đến sau này khi mà mình làm lại ngôn tình thì mọi người có ủng hộ mình nồng nhiệt như là hồi mà mình làm trong trí nhớ của anh hay không. Mình cũng đắn đo suy nghĩ lắm. Thế nhưng mà sau đấy rồi thì mình nhận ra được một cái giá trị, đó là giá trị của sự bền vững, giá trị của sự chân thành. Và Quân tin những khán giả của Quân, những fan hâm mộ của Quân và Dennis sẽ rất mong muốn được là hai đứa sẽ có những bước phát triển nhảy vọt hơn nữa, ở những khía cạnh khác hơn nữa. Và chắc chắn rằng là những fan của Tự Tâm và Canh Ba sẽ ủng hộ cho một MV ngôn tình của Quân với Đen sản xuất với nhau, hoặc là một dự án nào đấy của một trong hai. Quân không bao giờ Quân sợ rằng là mọi người sẽ mãi nghĩ là một Hoàng Thượng và một Bạch Liên ở trong cái câu chuyện đam mỹ này. Và Quân chỉ muốn chia sẻ rằng là cái vũ trụ MV của Quân và Dennis sẽ còn rất nhiều điều mới mẻ hơn nữa, chứ không chỉ là vấn đề đá Mỹ đâu. Còn trước đấy, mỗi một kiếp, mỗi một đời sống, mỗi một giai đoạn, Quân cũng muốn khắc họa. Thậm chí Quân muốn khắc họa liên quan đến vấn đề chiến tranh này, thời chiến này. Quân muốn khắc họa liên quan đến những cái nghệ thuật của
của Việt Nam, hay là con muốn ở một cái thời kỳ nào đấy mình tưởng tượng ra. Đó, thì rất là nhiều những cái không gian và chiều không gian, hình ảnh khác nhau mà Quân và Dennis muốn lột tả với mọi người. Và chắc chắn 2020 sẽ có rất rất nhiều những cái sự bất ngờ nữa. Nếu mà nói là không sợ thì là nói dối. Mình sợ chứ, mình rất là sợ, bởi vì rõ ràng mình còn là người rất là trẻ. Và để làm một bộ phim điện ảnh thì cần phải rất nhiều cái đầu khác. Quân cũng như Dennis chưa thể đủ kinh nghiệm, cũng như là chưa thể đủ được cái khả năng để có thể làm được một cái phim điện ảnh. Tuy nhiên là mình trẻ, mình cần học hỏi. Và chưa ai cầm đoán cái sự học hỏi của mình. Và Quân và Dennis còn phải học hỏi rất là nhiều từ các anh chị đi trước, cũng như là các bạn bè đồng nghiệp, những người đã có kinh nghiệm làm phim điện ảnh. Và dự án phim điện ảnh là một trong những cái mà Quân cũng như Dennis có nghĩ đến, nhưng mà chưa có sự quyết định thôi, nhưng mà có nghĩ đến. Và về lâu về dài thì chắc chắn là cũng sẽ có một cái sản phẩm phim điện ảnh của Nguyễn Trần Trung Quân và Dennis hợp tác với nhau để sản xuất. Và không chỉ là hai cái tên này, mà chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều những cái tên khác sẽ cùng với Quân để tạo ra được một cái sản phẩm uy tín và chất lượng. Nói thật với mọi người rằng là sợ thì sợ thật, nhưng mà mình trẻ, mình nên có một cái sự quyết liệt của tuổi trẻ. Và Quân vẫn luôn luôn thích làm việc với những ai có, mà trong nghề Quân hay gọi là có cái sự đầu gấu ấy. Nghĩa là mình đầu gấu với cả cái bản thân mình một tí. Nghĩa là mình thách thức bản thân mình một tí để mình xem là mình có làm được hay không. Trước khi mà Quân làm Tự Tâm ở Canh Ba thì rất nhiều các nhà sản xuất âm nhạc, bạn bè đồng nghiệp của Quân đã can ngăn Quân rất nhiều. Thậm chí là có rất nhiều những đạo diễn và những anh chị đi trước, anh chị báo chí đi trước cho Quân những cái lời khuyên rất là chân thành. Thực sự là mình rất là cảm ơn những cái lời khuyên ấy. Đối với Quân thì tất cả những cái lời khuyên chê hay khen, góp ý hay với bất kỳ một cái động thái nào thì nó cũng đều đáng trân trọng và đều được ghi nhận. Tuy nhiên là Quân là một người mà khi mà mình đã quyết định làm một cái gì đấy thì thay vì mình nói nhiều, thay vì mình phải trưng trổ ra với người này người kia, thì mình tập trung vào để mình làm. Và khi mà thực sự là khi mà mình xem bản dựng hay khi mà mình xem cái kết quả cuối cùng của cái sản phẩm đấy, mình có tự tin hay không, thì lúc đấy mình mới tập trung vào vấn đề PR hay là vấn đề truyền thông, hay là vấn đề để đưa đến cho khán giả những cái tin mới về sản phẩm đó. Nên là Quân thì Quân không có sợ lắm về vấn đề là mình nóng vội hay không. Bởi vì chắc chắn rằng là nếu có nóng vội hay như nào đấy thì Quân sẽ vẫn luôn luôn cần đến sự giúp đỡ và đồng hành của rất là nhiều những anh chị đi trước để cho Quân cái lời khuyên và cho Quân được những cái tốt nhất cho cái dự án của mình. Quân nghĩ là Dennis có một năng lượng tích cực, vô cùng tích cực. Và Dennis là một trong những người khó có thể thay thế trong cuộc đời của Quân. Quân coi Dennis bây giờ không phải chỉ là một người em, một tình huynh đệ đơn thuần, mà đối với Quân thì Dennis là một người đặc biệt hơn thế rất nhiều. Quân coi Dennis như là gia đình của mình, như là người thân yêu của mình rồi. Và tại sao Quân lại đặt cái niềm tin vào một cậu bé mà trước đây đã có triệu chứng của tự kỷ, đã có triệu chứng của việc trầm cảm? Bởi vì Quân và Dennis đã quen nhau tính đến nay là 7-8 năm rồi. Và tại sao ngay từ đầu mình đã nhìn ra được những cái điều đó từ cậu bé này? Cho đến bây giờ thì Quân vẫn nghĩ đây chính là một cái giác quan của Quân, mà Quân hay gọi là giác quan thứ 6 của Quân. Rất là khó có thể giải thích được cái giác quan này. Nhưng mà với những người đặc biệt ý, thì Quân có một cái cảm giác rất là đặc biệt với những cái người đặc biệt như vậy. Quân chơi với Dennis chính xác là khi mà bạn ấy không có một cái gì trong tay cả. Và khi mà bạn ấy chưa có được ai biết đến, khi mà bạn ấy chưa vượt qua được cái bệnh mà bạn ấy đã phải gặp phải là sự trầm cảm và có một chút tự kỷ. Và cái sự cô độc của bạn ấy nữa. Cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà bạn Dennis bị nặng nhất. Cái thời điểm đấy đi xem phim một mình, chơi với cả động vật một mình, cũng không chia sẻ với cả chị gái, ruột, gia đình, không có nói gì cả. Và đi đâu cũng một mình cả. Và lúc nào cũng chơi với một cái máy ảnh. Nghe bạn đi đâu bạn cũng chụp lại những khoảnh khắc máy ảnh. Và bạn đi thích chỉnh ảnh, rồi duy mỹ về thời trang, rồi là bạn thích vẽ đấy. Và khi mà mình gặp bạn ấy thì mình thấy cậu bé này là một cậu bé rất là hay. Và ở bên trong cậu ấy là một người rất là tình cảm, nhưng chẳng qua bạn ít nói quá thôi. Cái giai đoạn đầu tiên khi mà gặp gỡ Dennis là những cái giai đoạn mà có lẽ là nếu như với những người khác thì sẽ nghĩ là bạn ấy rất là chảnh. Gần như bạn ấy không nói gì cả. Bạn ấy đóng lại tất cả những cái sự giao tiếp của bạn ấy với thế giới luôn, chứ không phải với riêng Nguyễn Trần Trung Quân. Nhưng mà mình thì là một người rất là nhây. Và tính Quân thì là một người rất là nghịch ngợm. Và
giống như là mọi người hay trêu là tính rất là bộ đội đấy, nghĩa là rất là xông pha tiến lên. Cho nên là Quân khi mà Quân thấy thế thì Quân hay chọc để cho thứ nhất là người ta vui vẻ cười đùa trở lại, hai là người ta giận mình luôn cũng được, nhưng mà ý là phải có cái sự giao tiếp với nhau. Lúc đầu thì mình trêu với bạn này nhiều lắm, trêu nhiều vô cùng, nhưng bạn ý dành cho mình là cái sự im lặng và tự nhiên mình sẽ bị hơi quê quê thì mà thôi chết rồi, mình nhây quá như này mình hơi bị ngại ngại. Nhưng mà sau đấy rồi thì mình nghĩ là không, các bạn này có một cái điều gì đấy rất là hay mà mình cần phải có một cái gì đấy để mình lôi bạn ấy ra khỏi. Thế xong rồi bắt đầu là Quân nghĩ đến âm nhạc, bắt đầu là Quân mở nhạc ra thì thấy bạn đung đưa theo nhạc này, bạn ấy bắt đầu nhảy theo beat, rồi bạn ấy thích thú, rồi bắt đầu là bảo cậu này có một sự gọi là nhạy cảm với âm nhạc, cực kỳ nhạy cảm với âm nhạc. Thế cho nên là mình bắt đầu tấn công cái bạn này bằng cách là nói chuyện âm nhạc nhiều. Thế khi mà nói chuyện về âm nhạc thì cậu ấy đúng là được đánh vào cái thế giới của cậu ấy, bởi vì cậu ấy không giao tiếp với ai cả ngoài việc là cậu ấy nghe nhạc suốt ngày này, và cậu vẽ suốt ngày, rồi cậu ấy nói chuyện với Dennis. Có một con chó nuôi, con cún con ấy, con chó nuôi là con cún con tên là Coca, con bé cún là Coca, và suốt ngày nói chuyện với Coca. Thế cho nên là lúc đầu thì Dennis kể là đấy có em Coca ở nhà, thì Quân lại tưởng đấy là em ruột của Dennis. Xong rồi lúc mà đến nhà thì lại thấy là hóa ra là nói chuyện với cả một chú chó. Thì Quân lúc đấy Quân cũng hơi giật mình một tí, bởi vì Quân thấy là không nghĩ là cái bạn này, bạn ý tự kỷ nặng đến thế. Và bạn ý kiểu đấy, nhưng mà sau đấy thôi thì bắt đầu càng ngày càng hiểu chuyện về bạn ý hơn, rồi chia sẻ nhiều về bạn ý hơn, thì mới thấy bạn ý là một người không phải như những gì mình nghĩ đâu. Thế dần dần cũng phải cảm ơn âm nhạc, bởi vì là giúp Quân và Dennis có được những cái chia sẻ với nhau. Mà sau khi mà tự nhiên hiểu nhau rồi thì bạn ấy gần như được thay đổi hoàn toàn, là một người như bây giờ tự tin và chia sẻ cuộc sống với mọi người hơn. Có rất là nhiều những cái tình bạn đẹp mà trước đó có showbiz, mà xong sau đấy rồi thì cũng không còn đẹp nữa. Tất nhiên cái việc hợp tan là cái chuyện hoàn toàn bình thường ở trong cái cuộc sống này. Và Quân nghĩ rằng là cái việc hợp với ta là cái điều tất yếu của cuộc sống thôi. Khi mà chúng ta không còn cùng suy nghĩ, khi mà chúng ta không còn cùng một con đường, và khi mà chúng ta không còn cùng một cái cảm nhận, cảm giác và cảm quan đối với công việc đó, thì chúng ta sẽ dần dần mất nhau. Dần dần mất nhau ở đây là chúng ta không còn thân thiết với nhau được nữa, chúng ta không còn có sự chia sẻ được nữa. Mỗi một người trong một giai đoạn của cuộc sống đều có một nghĩa vụ và một nhiệm vụ riêng. Quân luôn luôn nghĩ như vậy. Không tự nhiên bạn ý lại xuất hiện trong cuộc đời của mình và ngược lại. Quân luôn luôn tin vào hai chữ duyên số và số phận. Số phận và duyên số nó đong đưa thế nào đấy để cho mọi người đến với nhau. Đấy là một cái sự an bài. Và Quân nghĩ rằng là khi nào còn ở bên cạnh nhau, khi nào còn đồng hành cùng nhau thì luôn luôn chân thành với nhau và luôn luôn thật thà với nhau nhất có thể. Và làm thế nào đấy để cho sự yêu mến và sự trân trọng với nhau nó luôn luôn là cái hàng đầu. Trên tất cả, trên tiền bạc, trên địa vị danh vọng và trên cả những cơ hội. Nếu mà bạn làm được như thế thì chắc chắn là cái tình bạn của mình sẽ lúc nào cũng bền vững, lúc nào cũng vì nhau. Người ta sẽ dặn đứt với nhau ở những cái góc độ là tiền bạc, địa vị xã hội, đẳng cấp xã hội và những cơ hội. Đấy là những cái mà còn nhiều cái yếu tố khác nhau, nhưng bốn cái đấy là những cái chung mà sẽ đôi khi là sẽ làm cho những cái người tình bạn đẹp nó sẽ bị mất đi. Thế nhưng mà với Quân và Dennis ý, là đi lên cùng với nhau khi cả hai đứa chưa là gì. Và hai đứa không phải là những cái người mà thiếu thốn về tiền bạc, cũng không phải là một người sinh ra và lớn lên cần phải có những cái cơ hội để đạp người này xuống và nâng người kia lên, là không bao giờ có. Cái mà kết nối Quân và Dennis đó chính là âm nhạc. Cái mà Quân và Dennis kết nối với nhau là âm nhạc và sự thấu hiểu. Cái đấy quan trọng hơn rất nhiều. Quân biết có những cái mà Dennis hy sinh cho Quân rất nhiều. Và nếu mà cậu ấy mà không có cái sự hy sinh như thế thì chắc chắn là sẽ không có Nguyễn Trần Trung Quân như ngày hôm nay. Và cũng ngược lại như thế, Dennis cũng sẽ phải có những cái chân trời riêng của Dennis, và Dennis cũng sẽ phải có những cái cơ hội mới của Dennis. Ví dụ như Dennis có lời mời đóng phim điện ảnh chẳng hạn, và Dennis hay hỏi ý kiến của Quân lắm là nên hay không. Và bạn ý thường là những, và bạn ý thường rất là nghe những cái lời chia sẻ của Quân. Quân luôn luôn động viên bạn là nếu mà có cơ hội đến với một cái cơ hội nào đó mới, hoặc là một cái điều gì đấy mà bạn ấy thực sự thích, thì bạn hãy đi theo cái điều đấy. Bởi vì là Quân không muốn là một tình bạn mà mình lúc nào mình cũng, lúc nào người ta cũng là của riêng mình. Không ai là của riêng ai cả. Đấy là điều quan trọng nhất. Và mỗi người phải có một cái khoảng
thời gian riêng và mỗi người phải có một cái không gian và thế giới riêng. Và nhất là cái thế giới cá nhân riêng thì lại càng cần được tôn trọng. Vậy cho nên là Quân nghĩ rằng là sau tất cả mọi chuyện ấy, của cái sự giãn nứt ấy, thì nó đều liên quan đến tiền bạc, liên quan đến địa vị, liên quan đến đẳng cấp. Mà cái đẳng cấp ở đây thì là cái đẳng cấp mà tự mình nghĩ ra để mình so bì cái đẳng cấp với nhau thôi, chứ còn thực ra mà nói thì ai, đối với Quân ai thì cũng như ai hết cả thôi. Quan trọng là cái sự chân thành của họ đến đâu, và quan trọng là họ làm gì được trong cuộc sống của nhau thôi. Rất là khó có thể có được một cái kết buồn cho cái tình bạn của Quân và Lenis, bởi vì ngay từ đầu hai đứa đã ngồi với nhau và chia sẻ với nhau rất nhiều về những cái câu chuyện này rồi. Nên là Quân nghĩ rằng là thà mình thẳng thắn, mất lòng trước được lòng sau còn hơn là mình luôn luôn giữ một cái thái độ ngờ vực, hoặc là một cái gì đấy sân si, hay là một cái gì đấy mà thiệt hơn với bạn của mình. Thực ra cuộc sống mình nên cho đi nhiều hơn. Cái nhận lại thì nhận lại từ bạn ấy, thì mình không biết là mình sẽ được nhận lại cái điều gì. Nhưng mà đối với Quân nhá, cái phương châm sống của Quân này, có thể là của Quân sẽ khác với mọi người, có thể đồng cảm với một vài người, nhưng mà khác với mọi người, thì đấy là cái suy nghĩ riêng của Quân nhá. Quân nghĩ rằng là mình cho đi được càng nhiều thì ở một góc độ nào đó mình cũng nhận lại được yêu thương nhiều như thế luôn. Không phải của người này thì sẽ của người khác. Không phải là mình cứ giúp cho người này thật nhiều và mình mong người ta sẽ lại đối xử lại tốt với mình. Không, không phải thế. Khi mà bạn đã chịu chấp nhận hy sinh cho đi, hoặc là bạn đã chịu chấp nhận là mình làm một cái điều gì đấy cho cái người mà mình yêu quý, đừng bao giờ bạn mong nhận lại được cái điều gì. Bạn sẽ nhận lại của những người khác ấy. Quân nghĩ là như thế. Sự đấu tố nhau trên mạng xã hội nó sẽ chỉ để cho những cái người mà xem cái drama đấy thêm câu chuyện để bàn tán. Những người cơ hội sẽ tìm đến để bô kích người này, bô kích người kia, và sẽ làm cho mất rất nhiều cái tình cảm mà đã vun đắp, mà đặc biệt hơn nữa là gây sự tổn thương và tâm lý đến cho cái người đang trong cuộc. Cái điều đấy dã man lắm. Nó dã man hơn rất nhiều so với việc là mình bị quỵt tiền. Dã man hơn rất nhiều so với việc là mình bị chơi xấu. Xấu xa hay là tốt đẹp, nó đều là bản chất của xã hội. Nó không bao giờ có thể là mình mong muốn một xã hội hoàn toàn tốt được. Bởi vì mỗi người, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người sẽ có một cái nhận thức riêng, một cái tư duy riêng về mỗi một khía cạnh. Nhưng đối với Quân ý, khi mà đã đạt đỉnh ngang nhau rồi thì mình hãy cùng nhau đi lên. Và đừng bao giờ nghĩ rằng là một mình sẽ làm vua của tất cả mọi thứ. Có thể ngày hôm nay anh là nổi tiếng nhất V-pop, nhưng biết đâu sang ngày mai hoặc một thời điểm nào khác sẽ có một người khác thay thế cho anh. Cuộc sống luôn luôn là như vậy. Khi mà mình biết chấp nhận cái hạnh phúc của mình ý, thì mình sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều do cái việc là mình luôn luôn dìm người khác để nâng mình lên, hoặc là mình phải làm tất cả mọi việc để đạt được cái mục đích của mình. Đôi khi tại sao người ta lại câu là thượng đế hay đãi kẻ khủ khờ, nó là như thế. Câu đấy thì là một câu vui vui thôi, nhưng mà đối với Quân có thể đúng thật. Nhiều khi không có suy nghĩ gì, không có toan tính gì nhiều lại được. Nhiều khi toan tính nhiều quá, rồi là suy tư các thứ nhiều quá, nó lại không được. Nên cuộc sống của Quân từ xưa đến giờ, Quân là người hạnh phúc cực. Tất nhiên là mình có trải qua rất là nhiều những cái điều mà khó khăn, những cái tổn thương cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà cái hạnh phúc ở đây là mình tìm kiếm được những hạnh phúc xung quanh mình, những người bạn xung quanh mình và gia đình của mình cho mình cái hạnh phúc đấy. Nên là Quân nghĩ rằng là nếu như các bạn, những bạn trẻ như Quân, hoặc là những đàn em lớp dưới mà đang chập chững bước vào showbiz, thì hãy nghĩ một cách thoáng đấy. Mình cống hiến mọi thứ, âm nhạc, tất cả mọi thứ để thứ nhất là để cho âm nhạc, cho cảm xúc của mình, và làm thế nào đấy để mình khát khao nhận lại được cái tình cảm của khán giả mới là điều quan trọng. Chứ đừng bao giờ các bạn nghĩ rằng các bạn phải làm một cái gì đấy nó làm cho mình mất đi thiện cảm, hay là nó làm cho mình bị càng ngày càng bị cô lập đi, thì đấy mới là cái điều rất là đau khổ. Quân nghĩ Quân không phải là người toan tính. Quân chưa bao giờ là người toan tính cả. Và nói là Quân là người khờ khạo, có giai đoạn Quân rất là khờ, nhưng giai đoạn này không phải là giai đoạn khờ. Giai đoạn này là cái giai đoạn mà Quân trưởng thành hơn sau những vấp ngã của mình và sau những khờ khạo của mình. Giai đoạn này là giai đoạn mà Quân cần phải tập trung hơn nữa vào công việc. Và thay vì là Quân toan tính
thì Quân sẽ có sự tính toán cho Quân. Tính toán và toan tính nhá, nó chỉ đảo nhau hai vị trí thôi, nhưng cái hàm nghĩa nó lại rất là khác nhau. Ví dụ như là giản đơn và đơn giản nó cũng rất khác nhau rồi. Tưởng là một nghĩa nhưng mà nó hoàn toàn khác nhau. Và Quân nghĩ rằng là mình là một người có sự toan tính trong từng đường đi nước bước của mình. Và cái toan tính đó là cái toan tính để ngày một hoàn thiện bản thân hơn, chứ không phải là toan tính để ủ mưu hay là một cái gì đấy. Nếu mà âm nhạc mà luôn luôn có những cái sự ủ mưu hay là có những cái nặng nề vào ấy, thì chắc chắn là cái giá trị đấy là một cái sản phẩm vứt đi. Bởi vì nó không mang giá trị cảm xúc. Khán giả bây giờ là những người cực kỳ thông minh. Họ xem một cái sản phẩm, họ biết anh tâm huyết đến đâu. Họ biết rằng là anh dành bao nhiêu thời gian cho bài hát này, anh dành bao nhiêu thời gian cho bản thu này, và anh dành bao nhiêu tâm huyết cho cái MV này. Khán giả là những người biết hết. Bởi vì như bạn ấy, khi mà bạn xem một phim Hollywood, bạn xem một bộ phim cực kỳ nổi tiếng, một bộ phim cực kỳ mà gọi là khắp nơi ai cũng khen, bạn sẽ thấy là tại sao nó lại được mọi người khen như thế. Bởi vì nó tạo cho mình được cảm giác gai người, tạo cho mình cảm giác là nổi da gà, tạo cho mình một cảm giác phấn khích khi xem phim. Đấy là bạn thành công. Và đấy cũng chính là tâm huyết mà Quân muốn nói đến, cái vấn đề là mình phải có sự tính toán làm sao đấy để cho một cái sản phẩm nó phải có cái giá trị về cảm xúc. Chứ còn nếu mà mình toan tính thì chắc chắn là mình sẽ không nhận lại được điều gì đâu. Quân là một người sống tình cảm, cho nên là Quân là một người không thích sự cô độc. Showbiz thì cũng giống như là những ngành nghề khác, mình đi cùng nhiều người thì mình sẽ thành công hơn là mình đi một mình. Nếu mà mình đi một mình thì có thể là mình đi rất là nhanh. Thế nhưng mà nếu mà mình có nhiều người, có sự chia sẻ với nhiều người, cùng nhau đi lên thì mình sẽ đi lâu bền, lâu dài, và nó sẽ luôn luôn bền vững. Bản thân Quân nghĩ rằng thế này, có lẽ là đây là một cái nhìn chung, một cái chung của các bạn nghệ sĩ cùng lứa với Quân hay là của các anh chị khác. Thực ra thì đấy là quan điểm của mỗi người thôi, Quân không phán xét, bởi vì Quân nghĩ rằng là miễn là mình là một người sống tốt là được. Và miễn là mình là một người mà sống có trước có sau, sống tốt và thiện lành, thì đấy là một cái điều cực kỳ quan trọng đối với cá nhân của mỗi người. Có những người thì họ không muốn chơi nhiều, họ không muốn giao du, họ không muốn này kia các thứ này kia, thì đấy cũng là một cái hoàn toàn bình thường và rất là ở một khía cạnh của các bạn ý, thì các bạn ý cảm thấy rất là thoải mái với cả cái như vậy. Nhưng mà với cá nhân Quân thì Quân thực sự là một người vui tính. Quân là một người vui tính và Quân là một người mở lòng. Vậy cho nên là tại sao khi mà một người thấy là mỗi một lần mà Quân làm bất kỳ một cái gì đấy thì gần như là các anh chị đồng nghiệp, các anh chị báo chí hay là mọi người đã share cho Quân rất là nhiều, bởi vì là Quân quen biết rộng, bởi vì là thế này thế khác. Không phải là cứ quen biết rộng thì là các bạn ấy sẽ share cho mình hoặc là chia sẻ với mình hay là đến chung vui với mình. Mà Quân nghĩ rằng là có rất nhiều những mối quan hệ mà chưa bao giờ Quân chia sẻ ở trên báo chí, là khi mà các bạn khó khăn thì mình lại là một người dang rộng vòng tay và chia sẻ với các bạn những cái khó khăn đấy. Và ngược lại, những cái lúc mà Quân bế tắc, Quân khó khăn thì các bạn cũng lại mở lòng chia sẻ với Quân. Nên Quân nghĩ rằng là giữ một cái mối quan hệ tốt với các bạn bè đồng nghiệp là một điều nên. Cái sự nhiệt tình của mình ấy, nó không có gì là quá cả. Quân nghĩ là như vậy. Và nếu mà mình cứ chan hòa với mọi người và mình chia sẻ với mọi người thì chắc chắn là cái sự ủng hộ của mọi người sẽ rất là nhiều. Quân cũng phải cảm ơn bạn bè đồng nghiệp của Quân rất nhiều, bởi vì Quân trân trọng đến từng cái share một ở trên những trang mạng xã hội. Bởi vì khi mà các bạn chia sẻ như vậy thì cũng là một cách để giúp cho Quân lan tỏa được cái sản phẩm của mình đến gần với công chúng nhiều hơn. Quân rất trân trọng những cái tình bạn trong showbiz. Và Quân có quan điểm rõ ràng lắm, là không phải là cứ mọi người cứ bảo tình bạn trong showbiz không có. Quân khẳng định là có. Không có với những người cô độc thôi, và không có với những người mà luôn luôn nghĩ mọi thứ nó drama và nó bị căng thẳng và nó là sự hờn dỗi hay là thù hận. Còn với Quân thì Quân nghĩ đơn giản là cái môi trường nào cũng cần phải có sự kết nối, và nhất là môi trường âm nhạc. Quân nghĩ rằng là cái sự định hướng con đường âm nhạc của mình có sự thay đổi như vậy, đó chính là nhờ các đồng đội của mình. Và trong đấy là sự thay đổi của Dennis đối với cả cuộc đời của Quân, đối với cả cái tư duy của Quân. Những người em xung quanh mình nữa, những người em, kể cả những
người anh, người chị của mình cho mình những cái tư duy khác. Trước đây con không bao giờ biết định nghĩa idol là gì cả. Con cũng không biết là sự nổi tiếng đối với các bạn là gì cả. Con chỉ nghĩ rằng là à, tôi hát cái này nó đẳng cấp, tôi hát cái này nó rất là khủng khiếp, tôi hát cái này nó phải trên tất cả các bạn khác rồi. Đấy là một cái giai đoạn đầu tiên khi mà quân mới bắt đầu quân vào nghề. Khi mà bắt đầu mới vào nghề, vì là quân được đào tạo trong một cái môi trường chuyên nghiệp Hàn Lâm, vậy cho nên là cái nhìn của quân với cả môi trường âm nhạc cũng như là cái định nghĩa về nhạc thị trường, định nghĩa về thị trường âm nhạc không có một cái gì cả, quá mong lung và mọi thứ quân nhìn bị tiêu cực. Quân nhìn quân đã từng nhìn những người anh chị nổi tiếng đi trước ấy. Ừ thì người ta nổi tiếng đấy, nhưng mà quân lại luôn luôn quân có những một cái sự ích kỷ trong người mình, và quân có một cái sự gọi là chê bai ở trong nhận thức của mình là anh chị hát không hay bằng mình, kỹ thuật không tốt bằng mình. Những cái sự thành công đấy nó là những cái sự thành công nhờ PR, nhờ cái này cái khác. Đấy là một cái giai đoạn của Nguyễn Trần Trung Quân ở cái thời kỳ đầu tiên, là một cái thời kỳ mà Trung Quân rất là tự tin vào bản thân một cách thái quá, vỗ ngực ta đây rất là giỏi, ta đây rất là này kia, cho đến một cái thời điểm mình nhận ra được rằng là mình hoàn toàn bị ảo tưởng bởi những cái điều đó. Mình hoàn toàn bị rơi vào một trạng thái là vỗ ngực ta đây. Vỗ ngực ta đây là một cái gì đấy rất là này kia. Và quân nghĩ rằng là cũng phải cảm ơn cái thời điểm đấy để bây giờ quân biết mình ở đâu, mình là ai và tại sao những người khác lại nổi tiếng hơn mình rất nhiều. Mặc dù có thể giọng hát của người ta không bằng mình, kỹ thuật của người ta không bằng mình, nhưng người ta đã hơn mình ở rất nhiều cái. Đó là gì? Sự khiêm tốn, chịu khó, tiếp thu, dám thay đổi, dám làm, dám nghĩ. Mình chỉ là một đứa nói hay thôi, nhưng mình chưa dám làm bất kỳ một điều gì. Lên sân khấu có thể là mình không tự tin, mình còn không biết giao lưu với khán giả thế nào. Trong khi đấy, các anh chị đi trước, những người rất nổi tiếng, giao lưu với khán giả mà tất cả mọi khán giả đều vỗ tay ầm ầm, đều phát cuồng lên vì họ. Xong bắt đầu mình mới thấy mình trong đấy. Mình chỉ là một hạt cát rất bé nhỏ. Và nếu mình không thay đổi, nếu mình không quyết liệt với bản thân mình, nếu mình không tự nhìn lại trong gương xem mình ở đâu, mình là ai, và mình không có một cái sự kiểm điểm thật sự với bản thân mình, thì mình sẽ không bao giờ thoát khỏi được cái Nguyễn Trần Trung Quân của thời điểm đấy. Và quân phải cảm ơn cái thời điểm đấy. Đã có một giai đoạn quân rất là tự tin, thái quá, coi trời bằng vung, có những cái nhận định, suy nghĩ lệch lạc trong con đường này. Trong khi đấy mình mới chỉ là một sinh viên nhạc viện thôi. Mình mới chỉ là một sinh viên nhạc viện thôi đấy, mà mình có những cái suy nghĩ như vậy. Cái thời điểm đấy mình còn là người mà cứ so bì với cả những người khác, mình là ai giọng cao hơn, tao lên được nốt này đấy, tao lên được nốt kia đấy, giọng tao khỏe hơn, giọng tao dày hơn đấy, hay là tao có thể hát được những bài khó lắm đấy. Nhưng mà không biết được rằng là quan trọng nhất của người nghệ sĩ là gì, là cảm xúc. Cho nên là sau đấy rồi thì quân đã phải dành rất nhiều thời gian để kiểm điểm lại bản thân mình, tĩnh tâm hơn, trưởng thành hơn. Và bây giờ quân nhìn lại quân của ngày xưa, quân chưa bao giờ quân chối bỏ cả. Và đến ngày hôm nay khi mà nói chuyện với cả Year One News thì quân thực sự rất là thành thật. Quân đã biết, quân có những cái điều mà những cái góc khuất của quân mà mọi người chưa bao giờ từng biết. Đó chính là một Nguyễn Trần Trung Quân như vậy, rất cứng đầu và nghĩ là mình là người giỏi nhất và không ai bằng mình cả. Cho nên là quân đã nhận được ra một vấn đề là quân cô độc là thế đấy. Là quân không thành công trong âm nhạc tí nào cả. Quân không có nổi một bài hit. Và quân luôn luôn quân nghĩ rằng là mình hơn người. Cho đến khi mà mình gặp một người bạn, mình gặp những đồng đội, mình gặp những anh em bạn bè của mình, mình mới biết được rằng là tại sao họ lại thành công, tại sao họ lại có fan, tại sao họ lại hát hay và cảm xúc như thế, và tại sao họ lại được nhiều người yêu quý như thế. Và phải mất đến 5-6 năm trong nghề để mình thay đổi bản thân mình từ giọng hát, từ hình ảnh, từ cách nhận thức, cảm ơn của sự ngông cuồng của tuổi trẻ, để mình biết rằng là rõ ràng là trong cái lúc mình ngông cuồng như thế, vẫn có rất nhiều những người yêu quý mình và những người dám nói thẳng vào mặt mình là mày cần thay đổi, hãy làm một cái điều gì đó khác đi, đừng nghĩ mình giỏi. Và đến tận bây giờ thì quân vẫn rất cảm ơn những người bạn xung quanh mình như vậy. Những người, chính những người bạn đấy và gia đình của quân đã cho quân cái vị trí như ngày hôm nay.
một người hiểu vị trí của mình ở đâu. Con không biết sẽ nói gì để có thể nói được hết tất cả những cái điều mà con suy nghĩ và con trăn trở về Leader Star, về fan club của Quân. Một chữ biết ơn và cảm ơn nó không đủ, nó không đủ với tình cảm của mọi người dành cho Quân. Nguyễn Trần Trung Quân và Dennis Đặng bây giờ tự tin hơn rất nhiều chứ, bởi vì có một fandom rất là lớn mạnh. Các bạn đang dần dần lớn mạnh hơn, và fandom của Quân cũng như Dennis rất là đoàn kết, và các bạn là những nhân tố mà giúp cho Quân cũng như Dennis và cả ekip của mình có thêm một cái niềm tin, một niềm tin cực kỳ lớn với cái đường đi của Quân và Dennis. Và Quân chỉ biết rằng là Quân rất là trân trọng, rất biết ơn các Leader Star đã và đang lớn mạnh mỗi ngày, và các bạn đã yêu thương cũng như là hết mình với Quân và Dennis rất nhiều. Thậm chí có những bạn Leader Star đang ở phương trời Tây, ở khắp nơi trên thế giới, khắp các nước, rồi các Leader Star ở khắp các miền Bắc Trung Nam cũng đã dành cho Quân rất nhiều. Thậm chí là còn có rất là nhiều các fan là các đại tỷ, các chị là lớn này, rồi các đại huynh là các anh lớn nữa, cũng rất là yêu quý hai đứa và dành cho hai đứa rất là nhiều những món quà. Nói thật là đến tận bây giờ thì Quân không thể đếm được là cái số lượng thiệp cũng như là thư tay của Quân là bao nhiêu. Nhưng Quân khẳng định rằng Quân đã đọc không thiếu bất cứ một cái thư nào. Và thậm chí những cái dán giấy nốt mà các bạn ghi là thân tặng Trung Quân hay là thân tặng Dennis, các thứ là Quân cũng giữ lại hết tất cả mọi thứ. Quân trân trọng tất cả những cái đấy. Bây giờ ở nhà Quân đang có khoảng tầm 8 cái hộp to chứa đựng tất cả các cái thiệp và thư của các bạn, cũng như là cả một cái phòng rất rộng để giữ tất cả những cái đồ vật mà các bạn tặng, những cái bưu phẩm cũng như là món quà tự tay làm hay là những món quà mà các bạn mua tặng. Đồ ăn thì vô cùng nhiều, cho nên là đấy, một phần mà Quân tăng cân như này thì cũng là do gia đình Leader Star gửi đồ ăn rất nhiều đến. Quân chỉ biết rằng là mình sẽ khẳng định cái tình cảm này bằng hành động, là mỗi ngày mình sẽ hoàn thiện hơn.